Thưa quý vị, từ 12 giờ trưa nay mùng 8 tháng 6, hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, bao gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi được hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch COVID-19. Tính đến chiều nay mùng 8 tháng 6, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã cơ bản được kiểm soát, 10 ngày liên tiếp không ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới, nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc của nhân dân. Sở Giao thông Vận tải Điện Biên thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch COVID-19 cụ thể hạn chế số lượng số xe trên tuyến trên ngày đối với tuyến Hà Nội Điện Biên, sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách và không vượt quá 50% số ghế được cấp phép. Đối với xe giường nằm không được vượt quá 30 người, bao gồm cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Đối với xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa 2 người, kể cả lái xe. Các phương tiện vận tải hành khách khi đi qua địa phận các tỉnh phải chấp hành nghiêm việc phân luồng giao thông và hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại các địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.